Hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2022, sáng nay, quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận và các hội đoàn thể quận Ni Chiểu và Thanh Khê cùng ban liên lạc quận Nhì đã đặt vòng hoa dân hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước. Khu di tích căn cứ cách mạng b Hồng Phước, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là nơi ghi dấu ấn đậm nét của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết toàn dân đánh giặc về sự gắn bó và tình nghĩa thủy chung của nhân dân đối với cách mạng. Trong kháng chiến chống Mỹ, mặc dù bị kẻ thù bao vây, bố ráp và lùng sụp, nhưng nhân dân Hồng Phước đã đào được 46 căn hầm bí mật để nuôi dấu, che chở chiến sĩ cách mạng hoạt động, Căn cứ B1 Hồng Phước là nơi xuất phát của nhiều trận đánh tiêu biểu như kho xăng liên chiểu, trận địa pháo thanh vinh, tổng kho hậu cần bầu mạc của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương Quảng Đà, Hòa Vang và Đà Nẵng. Phát huy truyền thống anh hùng của cha anh, các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên hôm nay nguyện ra sức thi đua cống hiến, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.